Trại hè tiếng Anh toàn diện 2022 tại MS English với chủ đề Discover the Stars, hành trình khám phá. Điểm đến đầu tiên trong chuyến đi vui hè khám phá đó là trạm Anh ngữ thông minh. Ở trạm hành trình này, việc tương tác với giáo viên nước ngoài sẽ giúp các con tự tin hơn trong giao tiếp và rèn luyện được kỹ năng thuyết trình tiếng Anh. Đến với trạm khám phá khoa học, các con được tiếp cận với những kiến thức khoa học đời sống gần gũi, được hiện thực hóa trong các dự án STEM. Tại trạm sáng tạo nghệ thuật, các con được thỏa sức đắm mình vào thế giới của sáng tạo, có cơ hội vẽ nên ước mơ của chính mình bằng màu sắc, hình khối về một thế giới tương lai tươi sáng. Dừng chân tại trạm hành trình cuối cùng, trạm thể thao vận động, các con được thỏa sức vui chơi, vận động, làm việc theo nhóm và tự tin thể hiện bản thân. Hoạt động trượt băng tại Royal City giúp các con rèn luyện kỹ năng vượt qua những thử thách mới trong cuộc sống. Cùng với đó, chương trình ngày hội thể thao Sport Day sẽ giúp các con rèn luyện thể chất và tinh thần qua những trò chơi vui nhộn mang đậm tinh thần đồng đội. Trại hè tiếng Anh Amazing Summer 2022 tại MS English hứa hẹn sẽ là nơi ươm mầm tình yêu với Anh ngữ, khởi đầu cho những khám phá khoa học và là nơi nuôi dưỡng những nghệ sĩ sáng tạo tương lai.